Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái bản mod. Thì hôm trước mình có hướng dẫn bản mod Godzilla. Thì hôm nay sẽ có một bản mod bổ trợ cho Godzilla ha. Bổ trợ là hôm qua mình có một clip làm cho Godzilla nó bay lên. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip bổ trợ cho tiếp cho Godzilla. Đó là mod kinh công. Thì kinh công nó bổ trợ mà nó bánh lộn với lại Godzilla mà. Ok, thì để mà xài cái mod này á thì các bạn bấm controller ha vào chọn kinh công này ha. Rồi thì đây là cái mod full kinh full kill của mình ha, nhưng mà tại vì á có một skin bị lỗi mà nó cũng không đẹp lắm lắm đâu, nhưng mà skin này thì nó hơi bị tốn, nó tốn phí á, $5. Tốn phí $5 cho nên mình không có tiền để mình mua nữa. Thì vì những cái skin này là mình đã mua rồi ha, những cái skin này là skin mua hết á, nhưng mà tốn tốn này hình như là 10 hay $15 gì mà không nhớ. Thì cho nên mình không có đủ ngân sách để mà mua thêm một cái skin của một người khác nữa ha. Thì ok ha, thì mình sẽ mod những cái skin có hiện có luôn. Tại vì mình không có kiếm những skin free, mà hiện tại là mình mod cho những mod những skin có tiền thôi ha. Cũng có một cái hai cái gì đó, nhưng mà hình như nó cũng nằm trong trong chỗ bán luôn à, cũng có chỗ có tiền luôn. Thì để mình ra thôi ha. Thì để mình ra mình coi cho các bạn. Nói chung là các bạn có thể đây cũng chả có gì đâu. Cái kinh cái này là có sẵn của Nitmod rồi ha. Thì chả có gì đó ha. Nếu mà các bạn search bên ngoài trên web thì không có skin nó đâu, mình phải mua đó. Thì đây skin full kill full kill. Thì đầu tiên mình sẽ chọn cho một các bạn coi một skin mới ha. Đây đây skin mình xin giới thiệu, đây là skin kinh công BD sexy á, sexy ghi kinh công á, thì mình gọi là kinh công BD. Rồi thì công ba xích đó. Tiếp tục skin kia là tốn phí nên mình không làm nha, còn ba xích này, thì hơi xấu mắt. Rồi công đây công này là công đẹp nhất 2021 này, đẹp này. Công mới này, công này tốn phí á, 10-15 đô vậy á ha. Thì các bạn có thể, đây là skin nhỏ nha, skin nhỏ nè. Và vì sao mình nói skin nhỏ không đó, tại vì đây cũng là skin nhỏ luôn. Đây là công công đây đó, công cũng là công luôn mà không phải sexy. Nói chung là công này không sexy đó. Còn đây là skin lớn nha, thì vì nó to hơn cái đó. Thì hai skin này ở trên là hai skin nhỏ, còn hai này là hai skin lớn. Thì hai skin này thì nó mới bằng kích thước của Godzilla nha. Đó à, đẹp, nói chung mà đẹp trong từng cm á. Skin mua mà không đẹp nữa mà không làm người luôn. Rồi ha. Đó, để làm cái ảnh bìa. Nó cũng là không này luôn, nhưng mà nó kiểu nó to hơn ha. Thì ok, bây giờ mình sẽ chuyển lại công nhỏ này cho các bạn coi so sánh. Đó, nó nhỏ xíu luôn, nhưng mà mình muốn dùng nó để mình hướng dẫn ha. Rồi ok, để mình làm cái ảnh bì coi. Rồi đẹp rồi. Ok, bây giờ đầu tiên á thì nhảy, chiêu nhảy của nó là chiêu cách này này. Đó, bấm phím cách để nhảy à, đánh thì cứ chọn vô vị trí rồi đánh thôi đó. Đó ha, đó đó đó. Rồi chiêu thì bấm E lên để chọn chiêu, thì các bạn có thể chọn từng chiêu để trải nghiệm ha. Nói chung là đó, này là bay lên, chiêu zoom bay lên vã cho nó vã này.
Còn zoom này zoom đẩy đè xuống. Đó, đập xuống này. Đó. Đó, à. Đó. Còn đây là những cái chiêu của nó thì các bạn có thể đó. Các bạn có thể trải nghiệm ha. À, chiêu này là chiêu ăn này, chiêu ăn này, chiêu ăn đi chiêu này. Chiêu cắn này. Này thì nó cắn nó đưa lên trên má chứ không ai đưa lên cho mỏ đâu. Kiểu nó phải dùng đến skin lớn á. Skin lớn nó mới ăn đúng. Sao cũng rõ nữa. Đó ha. Để mình thử chuyển qua skin lớn thử nó ăn đúng không. À, ăn cũng gần gần đúng thôi chứ không phải là đúng lắm. Tự nhiên ông ăn xong ông ngã vậy. Rồi thì đó thì cũng mới nói sơ ra những cái skin hiện có, những cái skill hiện có thì các bạn cũng có thể chọn bằng cách click vô nên thêm nha, chọn thêm á, nó có nhiều dạng thì tổng cộng rất là nhiều skin, mười mấy cái nè, skill chứ mười mấy cái đó. Đó ha. Thì nói chung là cái lực lực chiến của Gorilla này, kinh công này cũng mạnh lắm á, cho nên khi mà các bạn đánh với lại Gorilla mà các bạn mod ra mình chọn Gorilla nhưng mà đối thủ là kinh công á, coi chừng nó đập chơi dài phát rồi chết á, nó đập Gorilla tơi bời luôn á. Rồi nó nhảy thì rất là cao, được cái skin này nhảy cực kỳ cao. Ủa cái nhà này ở đầu điệp như ta, bữa giờ không thấy luôn, đó giờ không thấy, không để ý. Nó có mấy cái xe ở trên này. Rồi thì đó thì vậy thôi, nó chiêu nè, chọn chiêu bằng nước E đánh bằng nút R, chọn chiêu và đánh chiêu á, đánh chiêu bằng nút R đó, nhân sự đây đánh chiêu bằng nút R. Đó, đánh chịu bằng nút R vậy thôi. Rồi chụp trái là đánh bình thường ha. Ha, đúng cái. Rồi thì vậy thôi. Còn hôm sau mình sẽ làm một cái clip, sau cái clip này chắc mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn mod thêm vũ khí cho con kinh công này nha. Nói chung để mình chạy ra làm một cái ánh bì cho đẹp đẹp chứ. Thì để chút nha, để chút mình sẽ làm. Đó, các bạn có thể nhảy lên trên được. Đó, đi cái kiểu như này nè. Đó. Đó, không? Ôi giời ơi. Đó, ha, rồi, ok. Ảnh bì này bao đẹp rồi. Thì sau á, sau cái clip này mình sẽ làm một cái clip về mod thêm vũ khí cho công này, và những vũ khí này cũng đều phải mua ha. Thì mình làm luôn một clip, và có thể là mình sẽ làm một clip cho cái con công này nó bay lên trời ha. Bay giống như cái clip vừa rồi, vừa hôm qua của Godzilla bay lên trời ha. Thì ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài mình hướng dẫn bạn mod này ha. Rồi thì đầu tiên á thì các bạn phải đây, để mình xóa ba file này. Đó, các bạn phải tải đi về, những cái file tải này mình sẽ để ghi link dưới video nha. Thì các bạn tải về và cài, thì cũng như những cái file mà cài nhân vật nâng cao thôi, của nick mod thôi. Các bạn chạy cái Open 4 như một phần mềm bình thường nha, như một phần mềm bình thường luôn, bình thường ha, cứ chạy nét đó ha. Rồi các bạn mở Open 4 lên ha. Đầu tiên Open 4 khi mà các bạn mà mới chưa cài bao giờ thì
nó sẽ kêu bạn chọn đường dẫn link game, các bạn chọn đường dẫn game xong rồi các bạn net net rồi nó vô trong cái đây thì các bạn kêu chọn GT5 Windows ha, đợi nó chạy. Trong khi nó chạy thì mình giải nén ra những file này ra. Thì cái lưu ý cho các bạn là nên để những cái file tải về cùng chung một thư mục để mà có gì mà mod á, mình không bị rối ha, mod mình không bị rối tùm lum rồi sai một bước thôi là coi như là mà mod không được ha. Thì cái file kinh công cụ vặt này á là cái file này mình làm, nói chung là mình mod skin vô ha, nếu nặng 183.2 MB nè. Thì các bạn giải nén ra thì các bạn gõ bắt là cù vặt gaming nha. Đó, ấy, sai. Cù vặt gaming. Rồi. Thì đầu tiên á các bạn khi mà mở bốn lên các bạn bấm vào edit mode này để cho nó có thể mod được ha, cài đặt chỉnh sửa được. Thì các bạn vào mới hay là cũ, cái người mới cài là cũ đều phải lưu ý cái ID manager này. Thì các bạn phải bật nó lên, insert nó lên, insert ba cái này lên. Thì ban đầu nó màu xanh dương thì các bạn insert nó lên thì nó sẽ là màu xanh lá, insert lên, bấm insert lên. Xanh lá này là có thể là mình chơi mod được rồi á, thì nó sẽ tự động tạo file mod này ha. Thì đầu tiên là tới nút kế bên Open Packer Installer nè. Thì các bạn chọn cái file nitmod chạy trước ha, cái file từ một nitmod này. Các bạn chạy setup file setup này trước. Các bạn bấm intro thì nó kêu là chọn game folder này, bấm intro. Nó mod folder, game folder, mod folder nó ẩn thì bấm game folder. Bấm insert ha. Intro rồi đó. Rồi các bạn tiếp tục chạy cái file kinh công ha, những cái file kinh công của mình. Thì đây mình cứ rồi đó, chạy những cái file kinh công thì các bạn chạy file một đầu tiên trước để khai báo skill đó, rip cái rip kinh công bấm vào insert ha. Cái này nó kêu là chọn game folder, cái chọn game folder đó, tại vì game folder thì nó sẽ ẩn cái mod folder xuống đó, các bạn bấm vào game folder, bấm insert ha, chạy xong file một tiếp tục chạy file hai để khai báo skill, bấm insert, bấm game folder luôn, bấm insert đó. Tiếp tục mình sẽ chạy tiếp file 3. File 3 là cái file mà skin á, skin mà của mình mod ra mình đặt tên ha, yên tâm đi. Đó, trong đây thì nó đó là công basic ha, các bạn bấm insert nè, nó kêu là bạn chọn mod folder thì bấm insert, bấm mod folder, bấm insert ha. Rồi tiếp tục bấm chạy file 4 để khai báo những skin đó, bấm insert, bấm game folder, bấm insert ha, đợi nó chạy xong. Thì các bạn muốn xóa skin của mình á, những cái skin của mình thì các bạn bấm vào cái đây để xóa đi ha. Rồi tiếp tục mình mod, đã mod hai file này rồi thì mình xóa đi cho nó đỡ rối ha. Thì tiếp tục là mình sẽ cài dismemberment này nè. Thì hai file ở trên nè, các bạn vào trong thư mục game, các bạn vào rip à, các bạn không có rip thì bạn new folder gõ rip. Nhưng mà khi mà chạy hai cái file, chạy hai file nitmod á với lại công mod á thì nó đã có tạo ra file rip cho mình rồi ha, các bạn cứ vào file rip bắt vô, bắt hai file của mình vô, bắt hai file trên dismemberment rồi hai file dưới các bạn copy bắt vô trong thư mục game nha. Đó, rồi cái file cuối cùng thì bỏ qua, không có quan tâm. Rồi thì cái game còn fit ba file này là file fit lỗi bằng game đó, mình hay nói cái các bạn vào game fit đầu tiên để mà cài game fit thì các bạn phải vào trong thư mục game này, coi cái phiên bản game của mình là bao nhiêu. Các bạn bấm chuột phải vào cái GT5 này, bấm rotate vào detail để coi phiên bản. Đó, phiên bản của mình là 10.02372.2. Đó, đây là phiên bản của mình ha. Còn có những bản phiên bản cũ hơn đó, đây thì các bạn chọn những phiên bản này ha. Thì lưu ý có những bạn phiên bản cũ hơn nữa thì các bạn nên cài lại game mới ha, cài lại game mới đi, game phiên bản cao hơn. Thì trong kênh của mình có một clip hướng dẫn, còn không á thì các bạn vào search cục vật gaming, vào cục vật gaming á,
vào Facebook Cù Vạt Gaming. Còn không các bạn vào YouTube này, các bạn bấm vào link Cù Vạt Gaming này nó ra cũng ra nha. Đó, Cù Vạt Gaming. Thì các bạn kéo xuống cái bài viết mà mình tab trên cùng này này, mình đang ghim này, thì đó là cái clip hướng dẫn tải game. Thì các bạn vào tải tải thì link 3 link 4 là cái phiên bản 1686 nha, là mod ok, là bao bao phê rồi. Thì V1 là 2 tải lâu hơn nhưng mà phiên bản mới hơn có thể ở trên đây rồi ha. Thì các bạn chọn đúng version của mình ha. Thì các bạn vô vô thì các bạn thấy traffic không, đây là lượng xe ra ngoài trong trong, trong game nha. Thì các bạn có thể chọn cái file này để mà mod lại y chang ban đầu của game ha, là lượng xe nó y chang bên đầu luôn như trong game ha, như game gốc nó hồi lại một ít đó. Còn các bạn là nếu mà thích thì có thể chọn những cái traffic này, thì traffic nhỏ như 0.1 bit này thì 10 chiếc nó chỉ còn có chiếc ra đường đó, vậy á. 5 bit thì là 10 chiếc nó thành 50 chiếc nó vậy. Thì các bạn máy yếu thì có thể dùng cài đây, máy mạnh thì có thể dùng những cái traffic lớn hơn ha. Còn muốn mặc định trong game thì cái chọn file này, các bạn vào up 4 ha, vào mod update update rbs command data đó, các bạn kéo xuống có thấy up 4 không, các bạn game game graphics không, các bạn kéo nó vô, kéo game graphics từ bên ngoài vô trong game rồi đó. Thì các bạn bấm, sau đó các bạn bấm chuột phải, bấm edit, bấm gõ cơ control F, gõ clone đó 60 ha, các bạn chuyển nó lên 600, các bạn save nó lại là ok. Nhưng nếu mà các bạn trong mod file mod không có con mẹ gì, không có cái update RBF, thì các bạn đến thư mục game ha, đến vào update này, thấy cái update RBF không đó, thì ban đầu mà nó chưa có trong file mod đó, thì cái nó sẽ hiện như này, copy to mod folder đó, các bạn bấm copy vô, bấm đi nút copy cho nó tự động nó copy ra, copy vô trong mod. Thì khi mà có xong thì nó sẽ hiện sâu như vậy này. Đó, thì các bạn có thể chọn đó, nó game của fit này đó, thì các bạn kéo vô nó là xong. Thì đó, xong cái game fit, cái cài rip 5 thôi. Rip 5 thì vào file bin này, copy 3 file này, bắt vô trong một thư mục gt5, thư mục game, sau đó là tiếp tục cái rip hút 5, rip hút 5 .net. Thì cái file rip 5 .net nó có một file configuration setting này, thì F4 các bạn chuyển nó thành F3 ha. F4 là rip 5 rồi, cái này chuyển F3 cho khỏi bị trùng. Thì các bạn copy những cái file này, paste vô trong thư mục game là xong. À, là xong, coi như mình mod xong rồi á, fix lỗi với game luôn. Các bạn vô game lại. Thì các bạn vô game xong rồi các bạn bấm Ctrl N nè. Rồi chọn thành công, rồi chọn skin của mình. Đó, rồi cứ triển khai thôi. Đó. Đó, triển khai. Triển khai chiêu đó. Đó, các bạn muốn bay hoài luôn thì có dù bay gì đó như mình này. Đó ha. Đó, thì chiêu đó, chiêu thì có mình cũng mới dẫn đầu lầu clip thôi ha. Thì mình sẽ làm một cái clip sau clip này, chắc mình sẽ làm một cái clip mod vũ khí cho cái con công này để cho nó đúng luôn, rất là kinh công ha, vũ khí của kinh công luôn. Rồi xem chắc cũng làm thêm một cái clip cho kinh công này nó bay lên trời, bay dèo dèo lên trời như con Godzilla. Rồi ok vậy đi, chắc mình cũng không cần phải nói gì nhiều đâu, các bạn thấy là thấy tiền không nữa, thấy skin là thấy tiền không rồi đó. À, thì nói chung là làm cho các bạn chơi thôi. Nói chung là mình cũng có lưu ý này không, thì khi mà chơi pre nit mod mà chơi pre á, thì các bạn các bạn nó cũng có sẽ một gặp một vấn đề mà khi mà chọn skin xong rồi, nếu mà cái chọn xong skin ha, đó, các bạn vào container là chọn kinh công mà chọn skin đó, thật sự ha, chọn skin thì nó sẽ có báo một cái báo như vậy đó. Thì tại vì cái nit mod này là tốn tiền, nó tốn 5 đô để trên Baton á, thì để mà unlock nó ra. Nhưng mà các bạn có thể chơi ri, chơi ri thì mà có thể chơi mỗi ngày nha, phải làm mỗi ngày qua 24 giờ, phải phải làm giống mình
phải làm dài giống như mình hướng dẫn đây. Thì nó hiện lên bảng này, các bạn bấm phím 4 ha. 4 thì nó sẽ nhảy ra cái bảng này, bảng này. Thì các bạn bấm phím OK. OK nó sẽ out game ra. Out game không phải out luôn mà là nó thoát ra giống vậy nè. Nó sẽ nhảy vào một cái trang web như vậy. Thì các bạn bấm vào active. Rồi bấm active. À, thì nó sẽ hiện một thông báo là các bạn vào game và load game lại. À, thì các bạn vào game xong rồi bấm trò chơi nè, các bạn tải trò chơi lại ha. Là rồi sau đó các bạn có thể chơi được bình thường ha. Rồi vậy thôi. À, chơi được miễn phí. Rồi OK, cảm ơn các bạn đã coi clip của mình nha. Nếu mà thấy hay có thể like, share, subscribe, đăng ký kênh Cù Vạt Gaming để coi những clip mình hướng dẫn mod khác ha. Thì nói chung là kênh của mình mod từng chất lượng không á. Còn các bạn thấy chất lượng hay không thì like, share với mình, like với mình ha. Thì nói chung là cũng một phần giúp cho cái kênh có giá trị hơn, như là một phần là giúp nền kinh tế của chính trị của Việt Nam mình đi lên. Chứ bây giờ mà kênh làm cũng mấy tháng trời mà không có được ngàn sub để mà bật cái tiền hết á. Rồi OK, cảm ơn các bạn đã coi clip nha. OK, bye.